Wow, chặt như vậy thôi cả nhà. Chú chặt rồi nó ngã bên chú làm sao? Hả? Chú chặt rồi nó ngã bên chú làm sao? Không có sao. Chú coi chú làm vậy nghe không? Đó. Đẩy luôn hả? Đẩy luôn á. Đó. 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 Wow. Thấy không? Tôi nói dân rừng mà, dân rừng mà, dân rừng. Chú chặt ngọn nghe không? Chú kêu con mà con hết hồn rồi, con đứng Superman ở đâu ra không rồi chứ. Trời ơi. Đây nè cả nhà. Wow. Nó giòn ghê chú hả? Trời, con nghe giòn mà rộp rộp luôn á. Hay khô hả? Dạ. Tí xin mến chào cả nhà thân thương. Hôm nay hai anh em Tiến lại tiếp tục đi lên khu vực rừng núi để thăm các bà con nghèo sống cái cuộc sống khó khăn ở trên vùng sâu vùng xa. Thì cái hoàn cảnh mà hôm nay Tiến muốn chia sẻ là Tiến quay trở lại một hoàn cảnh của vợ chồng cô chú ở trên núi cao cả nhà mình. Thì vợ chồng cô chú đó là quanh năm suốt tháng đều ăn đu đủ luôn. Nên hôm nay Tiến muốn quay trở lại thăm gia đình của chú, xem cái cuộc sống của chú như thế nào và cô chú có còn ăn đu đủ nữa hay không. Bây giờ là hai anh em tới cái khu vực mà cũng hơi khó đi thì để xe ở dưới đây, và thì hai anh em cũng vừa bỏ xuống đây rồi cả nhà mình. Nên bây giờ đói quá, hiện tại bây giờ là 2 giờ chiều rồi thì hai anh em mới ăn cơm ở cả nhà. Anh Vân chào cả nhà. Tiến, anh Vân chào cả nhà. Đó là mời cả nhà ăn cơm. Hai hộp cơm này cả nhà mình, trời ơi đi mà riết tà la luôn. Đi mà nó cái đường nó khó cả nhà, tanh bành hết luôn à. Wow. Tiếng mời cả nhà mình ăn cơm trưa cùng hai anh em nha. Đây cả nhà mình. Hộp cơm dẹp dép luôn. Cái hộp của Tiếng là nát bấy luôn á cả nhà. Đi nó bị sốc á. Trời ơi. Mày miếng. Để gì luôn. Để gì luôn cho bây giờ ấy ra là. Ấy là cái ấy luôn. Nát hết rồi. Anh bư rồi, anh chảy hết. Này cả nhà. Nó nát hết luôn rồi. Kệ đi cả nhà, ăn đi. Ăn đi. Mời cả nhà ăn cơm. Chứ mời cả nhà mình ăn cơm nha. Đây, hộp anh Văn Quyên bỏ mắm nêm nè. Mắm nêm ở quê hương Ninh Thuận của Tiến á là họ làm rất là ngon nha cả nhà mình nha. Nhưng mà bây giờ cũng hơi chiều quá, hai anh em mới dám ăn mắm nêm cả nhà. Tại vì mình đi vào buổi trưa á là không có dám ăn đâu. Khát nước chịu không nổi đâu cả nhà. Đó, chế vào. Xong rồi có cà nữa. Rất là hấp dẫn. Đừng xả rác nha anh Văn nha. Đó đó, ông chuẩn bị ông dục đó cả nhà. Rồi, Tiến xin mời cả nhà mình ăn cơm. Đói ăn miếng ngon nè. Nghe mùi mắm nêm. Đói mà đi bụng kêu ụt ụt luôn cả nhà mình. Ngon đó. Đúng là đói ăn ngon. Mình để đói đó, bụng kêu ột ột quá. Ăn mới ngon cả nhà. Chứ mà bụng chưa kêu á, mình ăn đó là mình bỏ mứa. Tuy nó đúng giờ nhưng mà mình ăn không có ngon. Bỏ mứa cả nhà. Ngon quá. Tiếng là cái Tiếng rất hảo mắm nêm. Mỗi lần mà mẹ mà làm mắm nêm á là một chén đầy luôn cả nhà. Mà mỗi lần Tiếng ăn cơm là hết nửa chén mắm nêm trong một tô cơm. Tiếng ăn mắm nêm rất là dữ luôn á. Ngon anh Văn. Ngon nha. Nặng. Mình dở dối á, mình ăn nó ngon. Còn mà mình đi mệt mình ăn nổi đâu. Mình cũng cà mắm nêm nữa chứ. Tại vì Tiến cũng muốn chia sẻ luôn cả nhà mình. Hôm nay là Tiến quay cái hoàn cảnh của cô chú á. Thứ nhất, cô chú rất là cần sự giúp đỡ. Tại vì người đồng bào họ nghèo từ xưa tới giờ rồi cả nhà mình. Cái thứ hai là cô chú không có một cái nơi ở ổn định. Trước đó là chưa có ai đặt chân tới thì người đồng bào họ rất là sống cực khổ luôn. Và cái nơi ở của cô chú thì Tuyến cũng chia sẻ cho cả nhà cũng thấy vào tập video trước rồi. Chỉ lợp một cái tấm bạt, trải một tấm bạt ở dưới đất thôi cả nhà mình. Hai vợ chồng của chú ban đêm ngủ ở dưới một cái miếng đất. Chồng đau lưng thì chồng có thể lên cái võng nằm ngủ, vợ nằm ở dưới, thì hai người cứ thay phiên nhau thôi cả nhà. Đó, nên cái việc mà nằm ở dưới đất á, sống từ năm này qua năm nọ rất là nguy hiểm luôn. Nên cô chú cũng lớn tuổi rồi, Tiến cũng muốn quay lại một lần nữa, Tiến giúp đỡ. Tuy mình giúp không có nhiều, mình mang những cái phần quà, mình tới mình tiếp tế lương thực cho cô chú để cho cô chú ăn sống qua ngày thôi cả nhà mình. Chứ mình ngồi ra mình không có còn biết giúp cái gì nữa. Nên Tiến cũng thấy rất là thương cô chú. Bây giờ là hai anh em ráng tranh thủ ăn. Rồi cũng gần sắp chiều của cả nhà. Lên đó thì cũng khoảng một quãng đường khá là xa. Nên tranh thủ ăn rồi chạy lên thăm cô chú một xíu. Rồi hai anh em lại phải chạy xuống núi nữa cả nhà mình. À, trời, nhà sập luôn. Cái nhà sụp nát bấy luôn. Nhà cũ sụp luôn đó cả nhà. Hôm bữa Tiến có chia sẻ đó. Lâu rồi, nhà lâu rồi. Ngọt nó ăn mục ít. Cho anh Văn lên nó ở không có điện thoại. Không có không có đồ ăn, ăn lá đu đủ. Nhà anh Văn, cho anh Văn ở 3 ngày thôi, anh Văn chịu nổi không? Một ngày lao liền chứ. Một ngày không có đồ ăn là lo chạy liền. Thì đu đủ đó đắng lắm. Chứ đó giờ anh chưa ăn à? Có, mà ăn ít à. Không ăn thường xuyên như những người đồng bào ở đây. Họ ăn quen rồi. Anh Văn là người Kinh nha cả nhà mình nha. Ảnh ưng vợ đồng bào. Người Kinh ăn giỏi lắm. Người đồng bào ăn giỏi. Bây giờ cũng đã tới cái nơi mà cô chú đang sinh sống rồi cả nhà mình. Để Tiến quay lại cho cả nhà xem nha. Đây là cái cây đu đủ mà tập video trước chú có chặt cả nhà mình. Trời ơi, nó rất là to luôn. Và khi mà chặt á thì những cái lá nó vẫn còn sống ở trên cái thân cây này cả nhà. Cây còn lại thì chú lấy đá chú đè lên. Tiến có thấy là chú đang lơm khơm, chú nấu cái gì đó cả nhà mình. Hình như là chú chưa thấy Tiến đâu. Vẫn thấy mặc cái áo đó cả nhà. Chú không có đồ chú mặc hay sao cả nhà mình. Nhìn chú lơm khơm, chú thủ một mình rất là thương luôn. Để Tiến tới xem thử chú có phát hiện không nha. Chú ơi! Chú đang làm gì đó? Đang rửa son rồi nấu nước. À, chú đang rửa son rồi nấu nước hả? Con tới chú biết không? Không biết. Không biết hả? Trời ơi, sao cô đâu? Hả? Cô đâu? Sao con không thấy? Cô đi hái lá xí đu rồi. Dạ. Qua wow. Để con gắn cái này nha. Cô đi hái lá xú đủ rồi hả? Dạ. Sao ăn đu đủ hoài vậy chú? Thì ăn chứ lấy gì đâu mà ăn. Dạ. Rồi chú trò là coi như là nấu nước rồi luộc lá xí đu. Dạ, luộc lá xí đu. Vậy á. Dạ. Cao quá cô có hái được không? Hay là xíu nữa nếu mà cô về không có là chú phải đi chặt tiếp. Chú phải đi chặt rồi chứ. Phải đi chặt tiếp. Đi chặt tiếp. Qua những cái phần quà hôm bữa con gửi tới á thì chú ăn còn không? Chắc giờ còn đúng không? Còn mà cô chú cũng để dành. Dạ, để dành. Để dành là coi như là nào mà chú ăn không nổi cái này là để gạo ăn. Dạ. Vậy đó. Bữa giờ là mình cũng sử dụng những cái phần quà đó một ít rồi đúng không chú? Nhưng mà để dành sợ nó hết dành, thì mình phải ăn đu đủ tiếp. Để khi nào mà thèm những cái phần quà đó thì lấy ra ăn. Lấy ra ăn. Dạ. Trời ơi, hôm nay là con thấy trời mù mưa này, con không biết là chiều nay có mưa hay không. Nên con rất là muốn tới đây thăm cô với lại chú để xem cuộc sống của cô chú á, là sau cái thời gian mà con ghé tới đây á, là xem như thế nào. Dạ. Chú cũng bắt nước nè, luộc lá xí đu. Dạ. Nhưng mà mình làm sớm sợ chiều nó gặp mưa. Dạ. Gặp mưa là nấu không được. Dạ. Mà có mưa thì lấy tôn đó, mình lấy tôn mình đè lại cái lửa là nó chết. Dạ. Hôm bữa con tới đây là chú vẫn mặc cái bộ đồ này đúng không? Dạ. Chú không có đồ chú mặc hả? Không. Dạ, con thấy những cái đồ kia là đồ của cô thôi hả? Đồ của cô, còn chú có bộ nè, cái áo này thôi. Dạ, một cái áo đó thôi, với lại một cái quần dài của kia đúng không? Trời ơi. Rồi tối lạnh á, mỗi khi mà chú mặc vô á, rồi chú đi giặt, rồi tối lạnh rồi chú không có gì chú mặc, rồi lạnh sao chịu sao cho nổi? Thì mình hơi với lửa. Hơi lửa? Hơi lửa chừng nào nó khô rồi mình mới mặc lại. Dạ. Vậy đó. Dạ. Áo mà ướt quá mình lạnh mình muốn mặc liền thì mình phải hơi lửa. Hơi lửa. Dạ. Mình chặt cho nó khô rồi mình hơi lửa. Nó hơi vuốt vuốt rồi mình mặc. Dạ. Vậy đó. Con thấy nhìn xung quanh những cái cây chuối á, rất là nhiều. Thì trên những cái cây chuối đó không có cái quầy chuối nào hết. Thì cô chú hái ăn hết rồi hả? Hái ăn hết. Đó, chặt hết còn phải non non không á. Để nuôi. Đây cái nhà mình ở trên đây là có một quầy chuối nhỏ nè, mới nhú thôi. Đó, tất cả xung quanh là không còn một cái quầy chuối nào mà ăn được hết cả nhà mình. Cô chú cho chuối tuyệt chủng hết luôn thì thôi chứ. Cô đi lâu chưa chú? Đi lâu rồi, bây giờ là bả chuối về chắc không có hả chú? Chắc như vậy á. Dạ. Có khi nào đi theo ông nào luôn không? Không có đâu mà. Già rồi đi theo chi? Già rồi đi theo chi hả? Già rồi ai ưng bá. Ai biết được, đi hái đu đủ sao ông nào dụ đi xuống núi luôn sao? Coi đâu. Già cả rồi mà. Bảo già rồi ai ưng. Dạ. Hôm nay là chú có đi làm công việc gì không? Không à. Không có hả? Dạ. Chú là chú bệnh này, chú ở nhà miếng ở rẫy miếng rồi coi như là đi với bả để bả đi mót cây đào trái hai trái đem bán. Dạ. Và có ngày là đi lượm phân bò. Dạ. Còn chú thì có khỏe là coi như là chú xuống rồi lượm phân bò. Dạ. May thì phân bò may có, may thì không. Vậy đó. Trời ơi. Trước vậy thôi hả chú? Có vậy biết à. Dạ. Thì mùa nắng nè con à. Dạ. Mùa nắng là lấy đâu mà có. Chú người già đó ai làm mướn đâu. Ai cũng ai mướn làm đâu. Dạ. Đúng như chú làm đâu có nổi. Con thấy ở dưới làng á, người ta có mướn công nữa đó. Thì người ta khỏe, còn chú đâu có khỏe đâu. Không, công việc rất là nhẹ nhàng luôn. Dạ. Kéo một cây cổ thụ 30 tấn một người kéo thôi. Nói vậy phải nói là chú làm không? Chú làm không? Chú làm cũng nổi. Chú làm cũng nổi. Tại đó để thanh niên nó làm, còn chú ở nhà. Dạ. Còn cái không lo thì cô chú sống ở rừng núi này rất là may mắn, và khi cô chú gặp được những người mà đi kết nối tìm tới cái hoàn cảnh nghèo khổ của cô chú để giúp cô chú, tuy không được nhiều nhưng mà cũng ít đó cả nhà mình. Tuy không được nhiều cũng ít thì cô chú cũng rất là vui rồi. Còn đỡ hơn là mình sống ở trên đây không có ai tới lui để giúp đỡ mình đúng không cô chú? Đúng rồi, đúng vậy á. Như con vẫn chưa hiểu rõ tập video trước là chú nói mưa gió là chú làm bằng cách nào? Chú mưa là coi như là hai ông già, coi như là bà già ông già coi như lấy bạc đó trùm lại. Trùm lại luôn, lấy cái tấm bạc rách đó trùm lại luôn. Lấy bạc rồi trùm lại. Dạ. Hết mưa coi như mình lấy bạc ra. Trời ơi. Còn cái lửa lấy tôn này mình đè. Dạ. Đè, sợ nó giọt. Hôm bữa là con tới đây con chưa thấy tôn cái này chú mới làm này đúng không? Tôn này ở đâu ra vậy chú? Dạ, tôn này cũng mới đem qua hôm kia. Dạ. Biểu thằng con trai á. Là chú đi dỡ nhà người ta hả? Vậy. Chú đi dỡ nhà người ta để chú lấy tôn đúng không? Phải vậy. Xin với con trai tắm này đem lên. Dạ. Để che chùm lửa mà mưa là mình lấy tôn này. Rồi mình đè xuống sợ nó tắt lửa. Dạ. Vậy đó, nắng á mình dỡ lên. Dạ. Vậy đó. Ở trên đây chú cho con hỏi là trên cái khu vực rừng núi này á, chú có cái mong ước gì không? Thì chú cũng mong ước là mấy đứa con này có đứa cái chòi. Có cái chòi. Có cái chòi, có nhà để chú ở. dạ, đất trời nắng trời mưa, dạ, còn chú già bà già làm không nổi, dạ, vậy chú ước mong là nhờ cái đó thôi, dạ, nhà cửa rồi này kia nọ, còn... nhà lầu xe hơi nữa đúng không? Còn cái đó thôi giờ nói gì nữa. Thì cái điều ước của người đồng bào là họ chỉ cần có cái ăn, rồi cần có một cái nơi ở để che nắng che mưa thôi cả nhà mình. Chứ ngoài ra là khi mà họ có hai điều ước đó rồi thì họ không còn cần những cái điều mà xa hoa hơn nữa cả nhà, đúng không chú? Ví dụ như mà có hai cái điều ước đó thì chú không cần gì nữa đâu, đúng không? Dạ, như vậy là kiểu mãn nguyện rồi ở cả nhà mình. Người đồng bào ở trên đây ai cũng rất là cần những sự giúp đỡ. Thì như Tiến là một người đi kết nối, thì Tiến chỉ có tấm lòng và Tiến bỏ công sức, bỏ tình yêu thương của mình ra để tới thăm cho những người đồng bào và hỗ trợ cho cô chú mạnh thường quân để mang những phần quà tình thương tới trao tặng cho họ thôi. Chứ mình không có cái gì mà lớn lao để trao tặng cho họ thêm được nữa cả nhà. Nên họ sống ở trên đây rất là thương luôn. Chú bắt cái nước đó là chú để dành uống, là để nấu lá đu đủ? Để nấu lá sữa đủ. Nấu lá sữa đủ, hôm bữa ăn sống rồi bây giờ ăn chín nữa. Vừa ăn sống rồi ăn chín. Trời ơi. Ăn chín thì dễ hơn ăn sống. Dạ. Sao sao bữa nay ăn sống dễ hơn ăn chín? Rồi bà nó đắng quá. Dạ. Còn chín rồi để đắng. Dạ. Trời ơi. Vậy đó. Dạ. Rồi mình ăn chín đó, rồi mình dấm muối ớt á. Dạ. Ngon hơn. Chú đâm muối ớt chưa? Chưa. Chưa đâm muối ớt luôn. Chưa. Như ớt ở đây là chú lấy ở đâu? Ở trên rừng núi có không? Không, mình mình xuống dưới mình xin đó. Dạ. Có tròi cháu hồi nãy á. Dạ. Xin ít trái thì nó cho nhiều thì mình cảm ơn, nó không cho nhiều thì cũng đem đủ mình ăn thôi. Dạ. Vậy ạ. Thì đây cả nhà, Tiến có thấy ở ngoài sau lưng đây là có một tô chuối nè, chuối này chuối luộc đúng không chú? Chuối luộc á. Dạ. Wow. Những cái son, cái tô, cái chén như thế này để ở đây là mưa gió đều ướt hết luôn cả nhà mình. Đây là cái xô hạt điều nè, cô chú lụm nè. Trời ơi. Sao cô đi đâu lâu dữ vậy chú? Lâu quá. Dạ. Đây cả nhà, cái nơi ngủ của chú nè. Trời ơi. Hôm qua là cô ngủ ở trên võng. Dạ, còn chú nằm ở dưới đây nữa hả? Đó, chú nằm đi đó. Dạ. Khi mà chú nằm á thì mền với lại gối đâu chú? Con có thấy ở bên kia chỗ cái cây có móc một cái mền kìa. Rồi gối đâu? Sao con không thấy? Chú chú mua cái mền là coi như là lấy bạc trùm lên. Dạ, lấy bạc trùm lên. Sao mình không lấy cái thân chuối á, mình làm cái gối để mình nằm? Sợ kiến á. Dạ, sợ kiến hả? Dạ. Giờ mình lấy bạc là mình trùm để đỡ. Dạ. Vậy á. Trời ơi. Bộ đồ này chú mặc từ lúc con tới đây, chú mặc là biết tới bây giờ luôn. Biết bây giờ luôn. Dạ. Như khoảng bao nhiêu ngày chú tắm một lần? Thì không có nước thì chắc có 2 tuần 3 tuần tắm lần. Trời ơi, 2 tuần 3 tuần luôn. Có nước á. Dạ. Nước đủ ăn rồi, đủ ăn cái một can 2 can vậy. Dạ. Qua 2 tuần 3 tuần mà tắm một lần, hèn gì cô ngủ ở trên võng rồi. Đúng rồi. Đâu ngủ chung đâu. Già đâu mà. Già ngủ riêng chứ. Thì cái này không phải là người đồng bào họ không có được sạch sẽ đâu cả nhà. Thì do cái nguồn nước đó, họ đi lấy rất là xa xôi. Mỗi lần lấy thì chỉ có một cái bình nhỏ như thế này để họ sử dụng thôi. Còn cô chú ở trên đây, thứ nhất là lớn tuổi, cái thứ hai là cô chú không có sức khỏe để mà mang vác những cái nước sạch lên để mà tắm. Thì cô chú phải múc sơ sơ để sinh hoạt thôi cả nhà mình. Nên cái việc mà tắm thì cô với lại chú thì hạn chế tắm. Nên cả nhà thông cảm nha. Trời ơi. Hèn gì cô không ngủ chung là đúng rồi. Thì chứ bây giờ 1 tuần chú tắm là khoảng 4 lần thôi là cô ngủ với chú liền. Chú có nói là cô đi rất là lâu rồi mà giờ này chưa về. Thì bây giờ chú đã ấy nước sôi xong hết rồi cả nhà mình, mà chưa thấy cô về thì chú tự chú đi chặt cái cây đu đủ luôn cả nhà. Wow, lần trước chú cũng lấy cái cây chú chặt. Thì khi mà chú chặt hết cái cây đu đủ rồi á là cây đâu mà mình ăn nữa chú. Con có thấy cái cây đu đủ trước kia chú chặt á, nó vẫn mọc ở trên thân, nó nằm ở dưới nhưng mà nó vẫn mọc. Đây còn cây này, còn cây nên lá có mấy lá nè. Dạ. Trời ơi. Chặt hết luôn cả nhà mình. Trên đây con thấy có một cây nữa nè chú. Trên đây nè. Đó, con thấy có một cây nữa nè. Cây đó. Dạ. Wow, ở đây có một cây nữa nè. Chặt cây này đi gần hơn. Mấy cái này rất là cao luôn cả nha. Wow. Bây giờ chú chặt cây nào nữa? Chặt cây dưới đây nè. Dạ. Cây đó. Dạ. Con thấy cây đó nó nhiều cái lá chú, mấy cây kia chú bứt chú ăn hết rồi. Đó. Trời ơi, vẫn chặt nữa cả nhà mình. Wow. Đó, chặt như vậy thôi cả nhà. Một buổi chiều chỉ chặt một cái cây đu đủ như vậy để lấy ở trên ngọn những cái lá thôi, để ăn thôi cả nhà. Wow. Cái cây này nó giòn quá chú ha. Nó giòn quá. Dạ. Nó già. Nếu mà hôm nay con mà không tới đây á, thì vài bữa cỡ một tháng sau con tới chắc mấy cây này chú chặt hết luôn quá. Hết luôn. Chặt hết luôn á. Trời ơi. Wow. Nhìn như vậy cả nhà, nó rất là cao và cái này nó rất là giòn đúng không chú? Mình trèo lên là nó ấy đúng không? Trèo lên nó mà sao nó gãy. Dạ. Là coi giờ mình phải lấy cái rửa mình chặt. Dạ. Vậy chứ mình già mình lên không đói. Dạ. Wow. Dạ. Vậy á. Chú sống như người rừng luôn á, ở trên rừng là sống như người rừng luôn. Vậy. Trên rừng phải sống như người rừng chứ. Dạ. Vậy á. Gửi quà cho cô chú thì cô chú tặng tiện cả nhà. Thì tiết kiệm không có dám ăn. Ăn một nửa thôi, còn một nửa để dành. Để dành tới khi mà nó móc luôn. Thì cả cá khô là vài chú để dành rồi phơi rồi trèo lên cây sợ chó nó gặm. Dạ. Vậy á. Lâu mình nấu một con rồi nướng một con. Dạ. Vậy á. Wow, chặt như vậy thôi cả nhà. Chú chặt rồi nó ngã bên chú làm sao? Hả? Chú chặt rồi nó ngã bên chú làm sao? Không có sao. Chú thôi chú làm vậy nghe không? Đó. Đẩy luôn hả? Đẩy luôn á. Đó. Đó. Wow. Thấy không? Tôi nói dân rừng mà. Dân rừng mà. Dân rừng. Chú chặt nó nghe không? Chú kêu con mà con hết hồn rồi. Con tưởng Superman ở đâu ra không rồi chứ. Trời ơi. Đây nè cả nhà. Wow. Nó giòn ghê chú hả? Trời, con nghe mà rộp luôn á. Hay khô hả? Dạ. Trời ơi. Wow. Rồi, giờ mình về rồi mình đợi cô lâu quá chú ăn hết cái đó luôn đi, chú dành ăn với cô luôn đi. Đợi cô lâu quá ha. Lâu quá. Dạ. Như cái cây này chú chặt á, để vài bữa nữa mà có nước á thì ở trên những cái thân cây này khi mà nó chết rồi thì cái thân cây nó vẫn còn mọc lên những cái lá đúng không chú? Đây nè, cái gốc nó nè. Dạ. Cái như là những bữa đó. Dạ. Mình lấy đá mình đè lên rồi gặp mưa là cái như là nó mọc rồi. Dạ, mọc từ dưới mọc lên. Từ dưới mọc lên. Dạ. Trời ơi. Để mọc ra chừng nào nó cao có nè. Dạ. Nó ra trái á mình mới ăn được. Dạ. Wow. Chắc cái cây đu đủ này mà ăn được là chú ăn hết luôn á. Trời ơi, tiếng mới bị chợt cả nha. Cái cây đu đủ này mà ăn được là chú ăn hết luôn quá ha. Dạ. Thôi bây giờ đi vào chú đi. Sao ở trên đây con không thấy chú mang dép gì hết vậy? Không có dép mà mang. Không có dép mang hả? Dạ. Dạ trên tôi không dép mà mang hết trơn. Trời ơi, đi rắn rết rồi sao chú? Chú quen rồi. Dạ. Hồi đó giờ chú bị rắn cắn bao giờ chưa? Có một lần rắn cắn á. Rắn gì cắn gì chú đọc không? Thì rắn hồ mang á. Rắn hồ mang. Cắn ngay tay chú cào cỏ nè, rác cái nè. Thì cắn bây giờ là chú lấy cái cỏ cột lại xung quanh. Dạ. Rồi chú hút cái máu. Dạ, hút cái máu độc ra. Hút máu độc ra. Dạ. Dạ. Trời ơi. Thì chích đâu có tiền mà chích thuốc đâu. Dạ, hút ra rồi để đó luôn. Để vậy luôn. Rồi may quá hả chú hả? Lấy ớt mình dẫm ớt rồi mình chấp vô. Dạ. Vậy đó. Dạ. Trời ơi. Rồi mình về mình luộc. Nhìn cái đôi chân của chú này cả nhà mình. chai mòn hết rồi, đi ở trên rừng trên núi, quen trên núi rồi rất là nguy hiểm mà không có một cái gì để bảo vệ cái đôi chân của chú hết, rất là thương. Ở đây chiều nào là cũng đốt lửa cho biết tới khuya hết đó hả chú? Đốt dạ. Biết tới khuya sao mũi nó cắn á. Dạ. Mũi nhầm nhòi về mình sợ hổ nó xuống rồi chứ. Hổ đâu có sợ đâu, sợ mũi. Dạ. Sợ mũi thôi. Trời, cô về lâu quá, chú lấy đồ ăn quá. Trước luôn cả nhà. Rồi chú rồi luộc. Wow. Giờ bỏ vào luộc thôi chú. Dạ. Khi mà chú luộc thì chú lấy cái nước đó là chú sử dụng làm cái gì? Mà mình ăn hết cái xác này, coi như cái lá này, coi như là nước này, coi như là mình bỏ muối với bột ngọt mình hút vô. Dạ. Mình uống. Dạ. Hôm bữa con thấy cô chú ăn cái lá đu đủ này rất là ngon. Nhìn cô chú ăn mà mình không biết đu đủ nó như thế nào, mình cũng thèm theo luôn á cả nhà. Nhưng mà ăn vào nó đắng lè lưỡi luôn. Đó, ăn vậy nè. Dạ. Thì có gạo có cá khô để dành. Dạ. Để dành rồi tới mùa mưa rồi mình dồn mình cào. Dạ. Khi mà Tiến lên đây cả nhà thì Tiến nghĩ rằng cô chú ăn những cái phần quà mà trước đó Tiến mang tới, tại vì trước đó Tiến mang tới thì cũng rất là nhiều, nhưng mà cô với lại chú cũng có chia sẻ với Tiến á là ăn hết một nửa rồi, còn một nửa thì mình gửi ở dưới nhà con đúng không chú? Dạ. Tại vì ở trên đây là mưa gió cả nhà, nên chú phải mang xuống dưới nhà con thì mình ăn ở trên đây một nửa để cho nó nhẹ bớt. Dạ, mình mang một nửa xuống mình cất. Bây giờ chú dành ăn với vợ vậy rồi xuống đó rồi con dành ăn với cô chú làm sao? Hả? Chia nhau ăn chứ. Chia nhau ăn hả? Thì con cũng đói như mình mà đúng không chú? Phải vậy. Dạ, phải chia sẻ cho con ăn chứ đâu thể nào mà dành ăn hết được đâu đúng không? Dạ. Thì cái đó là chuyện đương nhiên rồi cả nhà mình. Riêng cá nhân bất kỳ người cha người mẹ nào cũng vậy. Cha mẹ khổ thì khổ nhưng mà vẫn phải chia sớt cho con cái để con cái cùng hưởng với mình. Dạ. Có phúc cùng hưởng, có họ con chạy mất tiêu. Đúng không chú? Đúng vậy đó. Dạ. Ăn đu đủ này con đâu có biết đâu. Hiểu. Đúng không? Nếu con không biết con phải tập ăn cho nó quen. Vậy chứ. Nếu mà con lên núi lên đòn sao con tập ăn thì sao nó quen. Thôi con mà bị lạc trong rừng là con nằm đó luôn à. Nằm đó luôn à. Không biết sinh tồn luôn. Dạ. Đây chú là trên núi nó quen rồi. Dạ. Gặp cái lá nào ăn lá nấy. Lá nào ăn lá nấy. Lỡ may ngộ độc sao chú? Không có đâu. Đây nè, lá này nè. Dạ. Lá này mình nấu canh phai nè. Đây nè. Lá này mình nấu canh phai đó. Mình bỏ gạo cho chín rồi mình chuốt cái lá nè rồi mình nấu. Mình ăn sống được không chú? Không, cái này mình nấu chín mới ăn được. Dạ, nấu chín mới ăn được. Không phải như lá sẽ đủ đâu để mà mình ăn sống, cái lá này ăn sống cũng được. Dạ. Trời mình... ơi. Vậy đó. Chú phải ăn kiểu này. Dạ. Vậy. Thì... Wow. Giờ này Tiến mới phát hiện. Cái này là chú mới chặt này đúng không? Mới chặt hồi nãy á. Dạ. Để chú chín rồi ăn. Mình vú vậy luôn hả chú? Giờ vú vậy luôn á. Dạ. Con thấy cây cỏ ở trên đây là nó khô, nó chết đứng hết rồi hả chú hả? Chết hết, khô quá con ơi. Dạ. Hay nắng khô rồi cây cối đâu có nổi đâu. Dạ. Hay chuối đó, nó lên rồi nó héo hết. Dạ. Đây. Wow. Ở nhà thì ở đây có ai chú già chú lên xuống không nổi. Dạ. Ở rẫy. Ở đây cho nó mát. Dạ, ở rẫy cho mát. Ở dưới đó ồn ào quá chú không? Đúng ồn ào. Dạ, thanh niên ăn nhậu chạy xe ồn quá. Mình già ngủ không được. Dạ. Vậy á. Trời ơi, chú mà ngủ, chú đã lớn tuổi chú ngủ không được rồi mà thanh niên chạy xe vậy chắc chú phải tỉnh dậy, chú ra chú nhập hội chú đua xe cùng tụi nó luôn nha. Nấu xong rồi hả chú? Nấu xong rồi bây giờ ăn. Dạ. Trời ơi, tới lúc nào cũng ăn như vậy hết cả nhà mình. Những ngày qua cũng ăn như vậy luôn. Cũng ăn vậy nè. Dạ. Wow. Quen ăn rồi. Con có ăn không? Dạ không à, không, con sợ rồi. Ủa chú không chờ cô về ăn hả? Không, bả đi lâu quá thì chú ăn trước. Đi lâu quá ăn trước cho nhìn luôn. Nhìn luôn. Bả thì nói sau bả hái sau ăn sau. Dạ trời ơi. Dạ. Bà đó cũng để dành cho bà mà nữa. Dạ, nói dành ăn vậy thôi cũng phải thương vợ chứ hả? Thôi vậy. Dạ. Trời ơi, thương ghê cả nhà mình. Mình ăn vậy này mà chín á, nó ngon. Dạ, chín nó ngon. Ừ, ngon hơn. Dạ, chú đâm muối chưa hay là chú chưa có đâm? Có muối rồi. Có muối nhưng mà không có ớt hả? Không có ớt. Nói hồi nãy không có ớt. Dạ. Sao mà ăn? Thì ăn nó mặn mặn là được hả chú? Ừ, sao nó mặn mặn được rồi. Dạ, mình ăn tàu lá chuối được không? Hả chú? Không có bắp chuối mình luộc á, ăn với nó thì ngon. Dạ, sao con thấy mấy cây chuối ở đây sao không có bắp chuối ta? Khô hết rồi. Dạ, hay là chú lén chú ăn nó rồi. Vậy đó thì cái cuộc sống của người đồng bào, tại vì Tiến tới đây là tới ngẫu nhiên bất ngờ thì Tiến mới chia sẻ cái hình ảnh chân thật và thực tế như thế này tới cho cả nhà mình xem. Đó, thì mỗi buổi chiều là cứ như vậy thôi cả nhà mình. Tiến tới là Tiến hơi bất ngờ với cái bộ đồ của chú mặc. Và cái món ăn vẫn y như tập video trước cả nhà. Wow. Em ăn cơm chuối thì nó không đắng. Dạ. Ăn xong ngủ thôi. Thì ăn xong ngủ làm gì đâu. Chú ở trên đây chú có nhậu nhẹt đồ không vậy? Không. Không có nhậu nhẹt gì luôn. Chú bệnh đâu có nhậu đâu. Bệnh không nhậu. Dạ. Mình lớn tuổi rồi đừng có nhậu mà ném mấy cái đó ra nha chú nha. Dạ. Dạ. Trời ơi. Thường là con thấy những người mà cỡ tuổi chú á, họ nhậu rất là nhiều. Thì họ khỏe, còn chú cũng khỏe. Dạ. Để hôm nào chú khỏe chú nhậu thử hả? Nói nữa. Hồi xưa là chú nhậu thiệt, chú uống thiệt. Dạ. Bây giờ chú bệnh là chú bỏ. Dạ, bệnh rồi bỏ. Dạ. Mình càng già lớn tuổi rồi mình phải giảm bớt. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ là cắt luôn, giảm luôn. Thì giảm luôn. Dạ, nghỉ luôn, nghỉ chơi, không chơi nữa. Dạ không chơi nữa. Dạ không chơi nữa. Dạ ngủ riêng chứ. Dạ. Dạ yêu sức rồi đâu mình nói. Bây giờ mình phải khắc phục là mình đi tắm thường xuyên nữa là chú khỏe mạnh lên. Dạ. Mình đi tắm thì bạn ngủ riêng chứ. Dạ. Nói cho tắm không có nước mà tắm con à. Dạ. Đó thấy tắm kia là nước ăn á mà ráng mà rửa rồi sơ sơ. Dạ, chén ăn rồi rửa sơ sơ, sợ hết nước. Sợ hết nước. Dạ. Nước gần cũng đói, nước xa, thấy con, thấy ông từ ở dưới lên đó. Dạ. Hỏi cả buổi mới tới đây. Dạ. Như con còn thanh niên thì con đi cỡ khoảng 45 phút chứ chú là chú đi từ trưa tới chiều luôn á. Đó. Dạ. Trời ơi. Sao không đi cắt tóc cho đẹp trai rồi lên chú? Không có tiền mà cắt. Không có tiền cắt hả? Thôi vậy. Không có tiền. Dạ. Thì lâu lâu thì con trai á, nó lên đó. Cầm kéo tỉa sơ biểu tỉa sơ rồi. Dạ. Để hôm nào con lên để con cắt tóc cho chú nha. Thì con chú lên... chịu không? Chịu chứ. Dạ. Con cắt tóc là rất là láng o luôn. Trời ơi, ăn từ luôn chú sạch á. Còn mà cắt là trên đầu của chú là không còn cọng tóc nào luôn. Trọc lóc luôn hả? Trọc lóc luôn. Wow, cuộc sống của người đồng bào thì chú nghèo khổ, nghèo chú vẫn luôn có nụ cười trên môi thôi cả nhà mình. Chú rất là vui. Vui mình buồn lấy mình già phải vui chứ. Dạ, già phải vui vẻ tích cực. Vui vẻ thì mình mới có sức khỏe nhiều hơn. Dạ. Chứ giờ mình nghèo thì cũng đang nghèo từ xưa giờ rồi. Đúng không chú? Bây giờ buồn cũng đâu có giàu lên được đâu. Bởi vậy. Dạ. Buồn cũng vậy. Dạ, buồn cũng vậy. Vui cũng vậy. Bây giờ có gì ăn đó, miễn sau ngày nào sống được thì hay ngày đó. Sao no bụng được rồi. Miễn sao no bụng được rồi. Dạ. Wow, chú ăn chuối cỡ vậy là mấy trái? Mấy trái mới no? Thì nếu mà mình thấy mình ăn còn 5-6 trái mới no. Trời ơi, 5-6 trái luôn. Dạ. Uống nước thì nó hơi no. Dạ, uống nước hơi no. Dạ. Dạ. Lúc thì trưa á thì có mà mình nấu sẵn vậy là mình về mình ăn, không có mình phải nấu lại. Dạ. Trời ơi. Chú lấy ở trong son có nhiều không vậy chú? nè đó sẽ đủ con nhiều, còn mấy miếng rồi để dành cho bà đó. Đó, bà về bà la. Bà nói mình sao ông ăn hết nó sẽ đủ tôi, bà nói vậy. Sao ông cố ăn dữ vậy? Cái nước đó mình uống được không chú? Rồi, uống được đúng không chú? Ừ. Dạ. Nó cũng đắng luôn đúng không? Ừ, cũng đắng. Dạ. Ừ, đắng la đắng, nước cũng đắng. Dạ. Ừ. Vậy đó. Tới đây là 2 lần rồi. Con này là để dành cho bả. Dạ. Ừ. Chú ăn như đó thôi. Như đây thôi, cho bả chú cũng vậy. Dạ. Ừ. Xíu nữa về là 2 chồng ăn thêm nữa. Ừ, ăn thêm, ăn tối. Dạ, ăn tối. Ừ. Trời ơi. Đôi vợ chồng hạnh phúc nhất rừng núi thôi. Dạ. Nói với con à, mình quen rồi, mình quen xong trên núi á. Dạ. Về nhà già không được. Dạ. Rồi. Thì bởi vậy chú cô mong là coi như có cái chòi chú ở rồi nắng chè mưa. Dạ. Vậy á. Dạ. Vậy là chú là cô mong cái đó thôi. Dạ. Về phần quà của mấy đứa con á, chú cũng bận rồi. Dạ. Vậy thấy không, ăn vậy mà đâu khổ quá. Dạ. Đợi con trúng số đi. Đợi con trúng số là con xây. Con trúng số con lên đây con xây cho chú nghe không? Dạ đúng rồi. Để chú ở mà mãi luôn trên núi luôn. Dạ. Con trúng số là con lên đây con xây nhà lầu rồi con mua xe hơi chú chạy trên núi kẹt luôn. Chú rất là thương và chú mang một cái điều, một cái sự tích cực cả nha. Và cái điều ước là chú luôn mong mỏi và ấp ủ từ khi mà còn bé cho tới miết tới bây giờ lớn tuổi như thế này, vẫn còn ấp ủ là có một cái nơi để che nắng che mưa, nhưng mà vẫn chưa được thực hiện được. Chưa được. Dạ. Trời ơi. Wow. Nắng thì lại bạc rồi ở, còn mưa coi như là 2 ông bạc rồi trùm. Trùm lấy cái bàn trùm lại hết luôn. Ừ, lấy bạc rồi trùm hết. Dạ. Cái nào hết mưa đã rồi banh ra rồi châm lửa. Dạ. Còn áo và đồ ướt á mình hơi với lửa. Dạ. Ừ, vậy đó. Để chiều nay con về con soạn đồ rồi con xem thử cái nào mà áo khoác rồi mặc lạnh mùa lạnh, rồi con xem thử cái áo thun nào mà mặc vào mùa hè như thế này thì con hôm nào con lên đây thì con gửi cho chú nha, để cho chú mặc đỡ nha. Dạ. Trời ơi, con thấy lên trên đây mà 2 lần là mặc đều cái quần cái áo giống như y hệt như vậy luôn cả nhà mình. Wow. Cái áo này là cái áo công trình này đúng không chú? Cái áo người ta đi làm công trình này đúng không? Công trình là coi như là mấy cháu nó cho. Dạ. Ừ, cho này 3-4 năm nay rồi. Giờ chú giặt rồi coi như phơi để dành. Dạ. Ừ. Mặc một cái áo 3-4 năm. Wow, cái này là chú bỏ, cái này là con phải đem xuống dưới thành phố con bỏ trên lồng kính là đấu giá rồi chứ. Ủa mặc lắm mà con ơi. Mắc lắm rồi chứ. Chắc đâu dông nổi đâu. Dạ. Cái áo này mẹ cả tí chưa tới chứ nổi rồi. Ở trên đây mà gặp cọp đồ này kia thôi chứ chú mặc cái áo này là chú hó thân thành những ngày chú rồi nó không biết luôn á. Dạ bây giờ là chú ăn no chưa? Dạ no rồi. No rồi chú đợi con xíu để con lấy những cái phần quà con trao tặng cho chú để cho chú ăn nha. Dạ cảm ơn con. Hôm nay là em cũng muốn xin phép chị thân thiện là em trao tặng thêm một phần quà cho gia đình của cô chú nữa. Tại vì tập video trước em cũng có trao tặng một phần quà của chị để cho cô chú sử dụng, nhưng mà em thấy hoàn cảnh của cô chú sống ở trên rừng trên núi, không có nơi ở, không có cái lương thực thực phẩm để ăn uống hàng ngày, thì em mới quyết định quay trở lại đây và thăm cô chú và giúp cô chú thêm một phần quà của chị nữa. Nên em xin phép chị là em trao tặng cái phần quà này của chị để cho cô chú ở trên rừng trên núi cô chú sử dụng. Đây là con có một phần quà của chị thân thiện ở Mỹ, là phần quà lương thực thực phẩm, thì con trao tặng cho chú là một thùng mì tôm nè. Cảm ơn con nghe. Cảm ơn con. Rồi 20 kg gạo này chú. Đây con gửi cho chú. Cảm ơn con. Dạ. Đó, bao đó là 10 kg nha. Dạ. Đây, cảm ơn nghe con. Dạ, 20 kg. Cảm ơn. Đợi con xíu nha. Cái phần quà này hôm nay con tới đây là con muốn con muốn cô chú để cái phần quà này ở tại đây để cho cô chú sử dụng, còn nửa cái phần quà kia á, thì khi nào hết phần quà đây thì cô chú có thể xuống với làng cô chú lấy nha. Dạ. Là phải tiết kiệm chứ. Dạ. Dạ đây con gửi cho chú một chai xì dầu nè. Cảm ơn nghe con. Dạ. Một chai mắm. Cảm ơn. một chai dầu ăn. Cảm ơn con. Bột ngọt nè, rồi đường và muối, con gửi cho chú ba loại này. Cảm ơn con ơi. Dạ. Một lốc mắm ruốc nữa nè chú. Cảm ơn. Đây, lại tiếp tục cá nữa nè. Cảm ơn. Và hai bịch đậu này chú biết sử dụng rồi đúng không? Hôm trước con dặn là chú biết sử dụng đúng không? Dạ, con gửi tặng cho chú hai bịch đậu. Cảm ơn con. Dạ. Hai hũ chao nữa nè chú. Đây, con gửi cho chú luôn. Một chai tương. Cảm ơn con. Dạ. Và cuối cùng trong phần quà của chị thân thiện ở Mỹ là một bịch lạp xưởng nè. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhà từ thiện, rất cảm ơn. Dạ. Đó là chú có gì hết, chú rất cảm ơn nhất. Dạ. Con lên rồi tặng quà cho chú. Dạ. Cảm ơn thiệt. Dạ. Thì khi nãy con có dặn chú là để những cái phần quà này ở trên đây, khi nào mưa gió chú có thể chú tủ lại. Và con sẽ gửi thêm bị cho chú để cho chú bọc cho nó kỹ càng khi mà trời mưa gió nha. Dạ, để trên đây đừng có mang xuống làng rất là vất vả. Vất vả đi lên đây, xuống đồi lên nổi. Con biết là chú tiết kiệm nhưng mà thứ nhất là mình phải coi trọng cái sức khỏe của mình nha. Mình để trên đây mình sử dụng đi. Đó, chú để trên này là coi như là xóa chó nè, coi như là chú treo trên gốc cây. Dạ. Vậy đó. Dạ. Còn tối mình để ở dưới sợ kiến. Dạ, trời ơi. Mình phải di dời đồ ăn vậy luôn. Di dời vậy, mưa là lấy bạc tủ. Dạ. Lấy chuối đồ trùm lại. Dạ. Dạ. Wow. Rồi chú cũng cảm ơn con, cảm ơn hết cả nhà hỗ trợ. Dạ. Chú rất cảm ơn thiệt. Dạ. Như mình làm biết bao giờ mới được những phần quà liên tục như thế này đúng không chú? Không có đâu con ơi. Dạ. Thì mày nó làm cho chú nữa hồi nãy á, cứ một ngày là phần bò thì một ngày thì có ngày không á. Dạ. Ngày thì một ba có 25.000 thì đâu có đủ mua mắm mua muối đâu. Dạ. Và chú cũng cảm ơn mấy con rồi đi lên tặng quà cho chú rất cảm ơn thiệt. Dạ. Hết tất cả luôn. Lần nào con lên á, hai lần con lên con thấy chú ăn đu đủ con thấy thương quá. Thì con muốn giúp đỡ và hỗ trợ chú, với lại chú rất là vui tính và thiệt thà. Và những người xem chú ở tập video trước á, thì các cô chú anh chị đều thích chú. Dạ. Cái tính của chú thì rất là vui vẻ và mang sự tích cực tới cho những cô chú anh chị khi mà xem video của con. Dạ. Chú trà hay sao? Người rừng vui nhất miền núi vậy. Người rừng mà. Dạ. Mình sống người rừng là thoải mái hơn, mình vui vẻ. Dạ. Đó mình khỏi là coi như bệnh đau này kia nọ. Dạ. Vậy mình âm thầm quá ma bệnh. Dạ. Lúc mình già mà có tiền mà mua thuốc. Dạ. Thì chiều nay mình có đồ ăn mới rồi. Thì cô chú sử dụng những cái đồ ăn này nha, như cá rồi lạp xưởng này kia thì rất là mau hư. Thì chú và cái như nói cho cái này phải cũng để dành rồi đem cho con nữa. Dạ. Để mình ở đây nữa. Dạ. Mình chia sẻ cho con ăn nữa. Dạ. Tội con cháu mình ở nhà. Dạ, con cháu cũng khổ giống như mình. Khổ với mình. Dạ. Mà chúng thì Tiến cũng muốn nói luôn cả nhà. Nhiều người họ xem á, họ nghe cái lời nói của chú là chú khi mà Tiến tặng quà cho chú đem chú mang tặng người khác. Đó là một cái sự chia sẻ cho những người khó khăn thôi cả nhà mình. Tại vì một phần quà có thể giúp được chú và có thể giúp được con của chú, mọi người đều có miếng ăn. Đó, thì cái điều đó cũng rất là tốt. Còn Tiến chỉ sợ là những người họ xem họ không có hiểu cái lời của chú nói, là nói chú tại sao là Tiến tặng cho riêng chú mà chú lại mang tặng cho người khác. Là cái đó không phải nha cả nhà mình nha. Tại vì con của chú cũng rất là khổ. Và chú cũng rất là khổ. Tại vì người nghèo họ như chú thì họ cũng muốn chia sẻ, san sẻ bớt cho con cái. Tại vì ai cũng khổ hết. Nên một phần quà tuy nhỏ như thế này nhưng mà lại giúp được hai hoàn cảnh đó cả nhà mình. Thì con cũng rất cảm ơn, rất cảm ơn chú vì cái tấm lòng vui vẻ và cái tấm lòng yêu thương con cái. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, bây giờ cũng đã quá trễ rồi. Con cũng xin phép là con lật đật con chạy xuống núi. Bây giờ lên núi hả? Dạ, bây giờ mưa sắp mưa rồi chú, rồi, trời mù rồi. Con rồi, chú cũng cảm ơn con rất nhiều rồi. Gặp nữa là chú cũng lấy bạc này, tủ này, nắng á, để ở ngoài còn mưa lấy bạc tủ. Dạ. Nên con cũng xin phép là con đi về nha. Cảm ơn con. Dạ. Chúc con sức khỏe giàu nghèo. Dạ, con cũng xin chúc cho cô chú ở trên rừng núi là luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe nha. Chú cũng vui mạnh khỏe chứ. Dạ. Vui vẻ chứ. Dạ. Thì bây giờ Tiến cũng xin phép cả nhà là Tiến kết thúc video tại đây luôn. Cả nhà yêu mến Tiến thì hãy cho Tiến xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Đừng quên xem hết quảng cáo để ủng hộ Tiến, để Tiến có thêm kinh phí đi lên núi giúp đỡ các bà con nghèo ở trên vùng núi sâu xa nhé. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye.